Xin chào các bạn, mình là Quý. Để cái buổi trao đổi nó diễn ra hơn thì mình nghĩ là mình là cái công khai quá trình của các bạn thôi. Thế nên là trong quá trình trao đổi các bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì các bạn cứ giơ tay và mình sẽ cùng trao đổi. Mình thấy là Thành dùng cái từ xa vời, anh em nó dễ. Mình cũng là sinh viên của trường, mình đã chạy trật với trận môn tiếng Nhật chắc là khoảng 3 năm. Mình qua khóa tin thì mình học tiếng Nhật là môn thứ hai, thế nên là đấy là một điều rất khó khăn của mình. Nhưng mà đại khái là sau những vượt qua thì mình đã dùng bây giờ chắc cũng khoảng 14-15 năm rồi. Thì cái buổi hôm nay mình đến đây thì mình muốn trao đổi một chút, thì vì là mình biết hôm nay đến đây là có hai khoa, là khoa tiếng Nhật và khoa tiếng Trung đúng không? Cho nên là mình tập trung hoàn toàn vào cái phần ngoại ngữ và cái thực tại của cái ngành ngoại ngữ bây giờ. Thì khi mình học và khi mình ra trường nó khác nhau cái gì? Và thực sự bản thân ấy là sau khi học ngoại ngữ xong thì mình sẽ phải làm gì để phù hợp với công việc ngay lập tức khi mình ra trường, thì đây là cái phần mục tiêu chia sẻ của ngày hôm nay. Ngoài ra thì cũng có một phần là lấy kinh nghiệm về bản thân của mình khi mình học ngoại ngữ, và sau đó là các phần về câu hỏi có thể hỏi với mình. Thì cái cách thức trình bày của mình ấy thì là khi mình trình bày bất kỳ một vấn đề nào đó, các bạn có thể giơ tay và hỏi ngay lập tức, không cần nhất thiết là phải đến kết thúc của cái slide các bạn mới cần hỏi. Thì mình mong muốn đây là một cái buổi chia sẻ trao đổi giữa những người đi trước và người đi sau thôi, chứ nó cũng không có cái gì gọi là giáo thuyết lý thuyết hay là bất kỳ cái gì cả. Thì các bạn mình sẽ chia sẻ từ đó. Thì về trước tiên về giới thiệu về thông tin cá nhân, mình tên là Quý, khoa 14, trường khoa toán tin trường Đại học Thăng Long. Thì mình cũng học mất khoảng 4 năm và 1 kỳ. Sau đó mình cũng học khoa quản trị kinh doanh của trường mình năm 2012. Hiện tại thì đang làm ở công ty Sopac Việt Nam, đây là một công ty 100% vốn của Nhật Bản đang làm về công nghệ thông tin trong nước. Phần đầu tiên mình muốn phân tích đấy là cái phần gọi là trước tiên các bạn có hiểu là ngôn ngữ là cái gì không? Mình đang hỏi một cái định nghĩa ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ là một cái gì? Để mình có thể phân tích để xem là vì sao chúng ta phải quan tâm đến ngôn ngữ và quan tâm đến ngoại ngữ. Thì mình nghĩ đây là buổi trao đổi mở, thế nên là mình chắc là mình sẽ chỉ định bạn nào đó cho. Alo, theo em nghĩ thì ngôn ngữ là một phương tiện để giao tiếp để người và người hiểu nhau. Mình cũng nghĩ đơn giản như vậy, nghĩa là ngôn ngữ chỉ là một cái thứ gọi là nó có một cái gọi là dạng âm thanh trao đổi giữa hai người với nhau. Thì với hai người trao đổi với nhau thì họ sẽ hiểu nhau hơn, hay đơn giản hơn là trao đổi cái thông tin với nhau. Thì từ lịch sử phát triển, từ cái phát triển của loài người đến từ động vật nó có ít âm thanh hơn, cho đến con người bây giờ thì là có bộ âm thanh rất là hoàn chỉnh để có thể giao tiếp hoàn toàn các thứ gì với nhau. Thì đấy, mình đang hiểu ngôn ngữ là như vậy. Thì tất cả các bạn ngành ngoại ngữ thì là bây giờ mình có một câu hỏi tiếp theo, đấy là ngoại ngữ là gì? Bên dưới. Mình hỏi là câu hỏi thay bản hỏi ngoại ngữ là gì? Ngoại ngữ là ngôn ngữ nước ngoài. Đúng, cái đấy thay đúng cách là đúng, các bạn có thể nói sâu hơn một chút là vì sao gọi là ngoại ngữ nữa. Thì là ngoài, chứ là ngoại cũng chỉ là ngôn ngữ nước ngoài. Thì mình nghĩ là đơn giản ngoại ngữ thì định nghĩa trước của mình là ngôn ngữ là đấy là vấn đề mà giao tiếp với nhau giữa con người và con người, và cái ngoại ngữ là cái ngôn ngữ mà không phải thứ ngôn ngữ mẹ của mình, nghĩa là khi mình sinh ra mẹ mình dạy mình ngôn ngữ gì thì đấy sẽ là ngôn ngữ gốc của mình, và cái ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thứ hai của ngoài ngôn ngữ mà mẹ mình dạy mình thì mình có thể gọi là ngoại ngữ. Thì đấy là định nghĩa của mình. Cảm ơn bạn. Thì chúng ta tìm hiểu qua cái vấn đề này một chút để hiểu về bản chất của vấn đề là cái gì, và cái vấn đề mục tiêu cuối cùng sau khi mà chúng ta hiểu rõ các định nghĩa đó thì chúng ta cần phải làm gì. Đây là cái khái niệm rất căn bản, nhưng mà nếu như mà các bạn không hiểu cái khái niệm căn bản đó thì nhiều khi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà mình sẽ triển khai cái ngành nghề của mình, đấy là cái ngành kinh doanh ngôn ngữ. Thì mình cũng có tìm hiểu qua thêm một chút là hiện tại là trên thế giới là có bao nhiêu ngôn ngữ, thì mình có thấy là mình tìm hiểu được số lượng ngôn ngữ rất là lớn, có khoảng 7.012 ngôn ngữ khác nhau.
thì cái số lượng ngôn ngữ này nó tùy thuộc vào cái số lượng mà khi sinh ra đang định nghĩa các bạn, khi mà bạn sinh ra và cái số lượng ngôn ngữ mẹ đẻ là gì, thì đây là ngôn ngữ bao gồm từ cái đất nước rất là lớn đến những dân tộc rất là nhỏ. Cái này bao gồm tất cả những ngôn ngữ mà từng dân tộc mình đang có, ví dụ như là nước mình có khoảng 6 dân tộc đúng không ạ, 252 khoảng đấy, thì ở nước mình nó tương ứng gần như số đấy là ngôn ngữ. Và trên thế giới thì là có số lượng người nói chung là lớn nhất, nó bao gồm khoảng 1,2 tỷ người, sau đó đến cái Tây Ban Nha là khoảng 399 triệu, tiếng Anh là khoảng 335 triệu, thì Hindi đây là đa phần thì người Ấn Độ và người khu vực mà theo đạo Hindu họ sẽ sử dụng là khoảng 260 triệu người, đến Ả Rập là 243 triệu, và Việt Nam ở mình đứng thứ 23 rơi vào khoảng 67.8 triệu. Hiện tại thì là một nửa chỗ này các bạn là ngôn ngữ tiếng Trung, thì nó đang có thị trường lớn nhất là khoảng 1,2 tỷ người sử dụng, và một phần các bạn là tiếng Nhật đúng không? Thì ở ngành tiếng Nhật hiện tại bây giờ số lượng người sử dụng ngôn ngữ Nhật toàn thế giới nó khoảng 127 triệu, và trên dân số của Nhật cũng khoảng thì bây giờ là hiện tại là cái vấn đề của mình là có rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, vấn đề là chúng ta là cần phải học ngoại ngữ. Thì bây giờ mình cũng có trao đổi thêm là một số là khi mà các bạn mà làm việc về ngoại ngữ hay là ngôn ngữ thì hiện tại là cái hiện trạng ở xã hội của mình bây giờ gì? Thì các bạn biết là hiện tại là công nghệ thông tin rất là phát triển đến mức mà bây giờ đấy, như là với cách đây khoảng 10 năm trước khi mình mới ra trường đến bây giờ là khác nhau hoàn toàn. Thì công nghệ ngày xưa và công nghệ bây giờ nó khác nhau là hoàn toàn. Thì bây giờ khi mình ra trường mình phải định nghĩa được rằng là với những tại thời điểm những kiến thức mình học ra trường thì mình sẽ phải có những cái ưu điểm gì và nhược điểm gì. Hiện tại mình phân tích vấn đề về công nghệ. Thì các bạn theo các bạn khoảng 5 năm trở lại đây thì cái công nghệ của AI và big data rất là lớn, dẫn đến là hiện tại là đấy là không biết mình định nghĩa là ưu điểm hay là nhược điểm. Thì theo các bạn với những cái vấn đề về AI thì như mình biết là hiện tại ngôn ngữ nó có hai vấn đề lớn chính. Thứ nhất đấy là nhận dạng ngôn ngữ, và thứ hai là gì? Thì hiện tại tất cả những cái phần về nhận dạng ngôn ngữ thì hiện tại các bạn đã đang dùng điện thoại của Apple, iPhone này. Các bạn có biết cái chức năng đấy là đọc cái voice và viết ra cái text và mình không cần phải chat đúng không? Nghĩa là mình chỉ cần nói một mắt một cái ngôn ngữ nó sẽ tự động được nhận dạng ra bằng hầu hết tất cả các ngôn ngữ. Ví dụ như là Anh, Nhật, Việt mình cần thiết là một phát là mình tìm nói ra cả ngôn ngữ nó ra đúng không? Thì cái phần đó là phần nhận dạng ngôn ngữ. Thì là đa phần tất cả những cái công ty công nghệ lớn nhất thế giới bây giờ nó đều có phần là nhận dạng ngôn ngữ. Đấy là như là Windows thì có cái Cortana, Apple thì có Siri, còn cái bên Samsung thì có Bixby đúng không? Đấy. Thì là hiện tại bây giờ là khi mình nói giao tiếp với điện thoại của mình là gần như là tất cả những vấn đề về ngôn ngữ là tất cả các phần mềm đã được xử lý. Cái vấn đề thứ hai đấy là vấn đề dịch. Thì mình cũng biết rất nhiều cái tool dịch như là Babylon hay là gì đó, nhưng mình nghĩ cái thông dụng nhất bây giờ đấy là cái Google dịch. Thì Google dịch như bây giờ chúng ta có thể hiểu được rằng là khi chúng ta đưa vào một ngôn ngữ bằng tiếng Anh dịch sang tiếng Việt lớn như trở lại dịch thông thường thì nó đúng đến khoảng 90%. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dừng cái trao đổi ở đây, và mình muốn hỏi ý kiến của các bạn là với những thông tin bây giờ mình đang có thì đây sẽ là ưu điểm hay là nhược điểm của ngành chúng ta? Tiếp theo là mình có muốn hỏi bạn ở xung phong là trao đổi về cái này và là đồng chí của chúng ta. Thế thì bắt đầu mình sẽ chỉ định trao đổi. Các bạn với những thông tin này thì đây sẽ là ưu điểm hay là nhược điểm của ngành ngoại ngữ? Công nghệ AI thì phát triển thì sau này nó sẽ càng thông minh hơn ấy. Thì bây giờ là đúng 90% rồi, nhưng càng sau này tương lai thì nó sẽ đúng chính xác hơn. Thế thì đấy là điều gì? Ok, cảm ơn. Có bạn nào khác, có bạn nào khác ý kiến khác không nhỉ?
công nghệ càng phát triển thì sẽ có cả những cái điểm điểm với những người học ngoại ngữ như chúng ta ngồi đây, nhưng mà em nghĩ là cái ưu điểm nó lại có phần lớn hơn ạ. Tại vì là những cái công cụ dịch này sẽ giúp cho bọn em, ngay cả chúng em cũng phải sử dụng nó hàng ngày để dịch các văn bản và nâng cao những cái kiến thức ngoại ngữ của mình hơn ạ. Và nó càng chính xác thì có thể là sẽ càng tăng được cái khả năng cái tư duy ngôn ngữ của chúng em hơn ạ. Bên cạnh đó thì nhược điểm của bạn nói đúng, nhưng mà em là ưu điểm thì nó sẽ có nhiều hơn ạ. Cho mình hỏi thêm một câu nữa là với những cái mà mình đang coi là nhược điểm đấy ấy, thì bản thân mỗi cá nhân của mình phải làm gì để chống lại cái nhược điểm đó? Theo em thì chúng ta phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái công cụ dịch như này. Thay vì đó thì chúng ta phải chủ động để biến nó thành cái công cụ để giúp cho cái khả năng ngôn ngữ của mình cao hơn ạ. Mình cảm ơn. Có bạn nào có ý kiến khác không nhỉ? Bây giờ câu hỏi của mình sẽ là với những cái hiện trạng như này bây giờ thì bản thân môn chúng ta phải làm gì để phù hợp với hiện trạng đó? Nếu như chúng ta không tìm được cái hướng đi cho phù hợp cho với thực trạng hiện tại thì chắc chắn là khi chúng ta ngành ngành ngôn ngữ đúng không? Khi chúng ta ra trường chắc chắn chúng ta không thể tìm được một công việc tốt, vì đa phần những cái công việc thông thường là ngoài các nước làm hết được. Và đặc biệt tiền khác ạ. Theo như em thấy thì là mình nên kiếm thêm một chuyên ngành cho của mình, hoặc là thêm một công việc thứ hai để giúp cho không chỉ quá phụ thuộc vào ngôn ngữ ấy. Mình cảm ơn thì mình sẽ nghe lại những cái tôi chưa phân lên phản đoán là đúng hay là sai, nhưng mình thấy là một ý kiến mà bắt buộc là có thể là mình sẵn sàng làm để có thể phát ra khỏi cái tình trạng như vậy. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Ok, nếu như mà các bạn không có ý kiến thì bây giờ mình sẽ phân tích về vấn đề này. Thì hiện tại bây giờ là chúng ta có giải quyết được hai thứ, đấy là hiện tại ngôn ngữ của mình. Vậy hiện tại ngôn ngữ thì khi chúng ta nói một thứ ngôn ngữ thì cái máy móc nó sẽ có thể hiểu được, và ngay lập tức là nếu như phần dịch chẳng hạn thì là cái phần dịch thông thường thì hệ thống có thể dịch được. Theo mình thì đây là cả ưu điểm và nhược điểm của ngành. Nhược điểm đấy là chắc chắn 90% những việc loại đơn giản sẽ biến mất, và tất cả những việc đơn giản đấy sẽ đều dùng các công cụ như này để có thể làm được. Các bạn có đồng ý với em không? Tức là toàn bộ tất cả những công việc đơn giản nhất trong ngành về ngôn ngữ hay là ngành kinh dịch hay là ngành dịch thuật thì nó sẽ được làm mờ đi. Thì đấy là nhược điểm. Nhưng ưu điểm ấy, thì xét về cái công việc mà dịch thì bao giờ chúng ta cũng có hai phần dịch. Việc thứ nhất là dịch trực tiếp face to face, và thứ hai là dịch thông qua văn bản. Thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta một điều rất lớn trong việc dịch văn bản. Như bạn nói đấy là chúng ta không nên sử dụng các công cụ này thì mình nghĩ là không đúng, tại vì tất cả mọi người đều dùng. Thì mình nghĩ đơn giản nhất là khi các bạn dịch một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác, các bạn có thể là dùng các cái tool hay là hỗ trợ hay là Google gì đó để dịch tất cả những cái phần gọi là căn bản nhất, và sau đó bạn sẽ phải dùng cái kiến thức riêng của bạn để dịch những cái phần khó khăn còn lại. Vậy thì cái việc mà chúng ta phải làm gì, nó lại rất là chuyển sang vấn đề là chúng ta phải tìm và học những phần rất là khó mà máy chưa làm được. Ví dụ như là dịch khó cảm xúc, hay là mình dịch có đúng theo ngôn ngữ văn cảnh ngữ cảnh. Hiện tại là với công nghệ toàn bộ tất cả những cái phần đó là chưa khó. Thì vậy là cái khó khăn của các bạn đấy là phải học, nhưng học ở mức độ cao khó hơn. Chứ các bạn không thể đơn giản là tập trung vào những phần thông thường nhất. Những phần thông thường nhất thì các bạn có thể dùng các phương hỗ trợ này. Nhưng mình trong doanh nghiệp thì mình hoàn toàn rất là welcome các bạn là hãy nên dùng các công cụ hỗ trợ cho công việc của mình, chứ mình không bao giờ bị cản trở hoặc cấm cấm đoán cái việc đó. Cái việc làm thì quan trọng nhất là hiệu quả. Thì nếu như bây giờ bạn dùng một cái công cụ dịch và bạn dịch thêm phần còn lại, nhiều khi bạn chỉ mất một tiếng cho một công việc dịch một tài liệu khoảng 10 trang hay là 5 trang. Nhưng mà khi mà bạn tự làm bằng chính khả năng của mình nghĩ là mình vẫn thành này. Bây giờ mình có thêm một câu hỏi một chút là sau khi ra trường thì các bạn đã mở rộng tính dung ra là mình sẽ làm gì chưa?
Với câu hỏi này chắc là mình sẽ hỏi nhiều bạn hơn một chút. Bắt đầu từ bạn. Em mong muốn là được các doanh nghiệp gọi là 100% từ giải bản cũng như là anh. Nhưng mà ok, nhưng mà cái ý là công việc là gì? Theo công việc là chuyên về phiên dịch và kiểu kế toán. Em làm người dân du lịch ạ. Sau khi ra trường thì em muốn làm một phiên dịch viên ạ. Trước khi nói thì em muốn hỏi em một vài câu hỏi đúng không? Em muốn hỏi là hiện nay thì cái công ty, tất cả công ty thì tuyển dụng nhân viên với cái yêu cầu như thế nào, và có tuyển dụng nhân viên không có bằng cấp, mức độ bằng cấp ở đây tức là mức độ không có bằng đại học nhưng có tất cả bằng cấp yêu cầu như bằng tiếng Nhật, bằng tiếng Anh hay là những cái bằng cấp bằng tiếng Anh khác không ạ? Như công ty mình có, mình chỉ cần đi phỏng vấn hai bên có thể có được bằng cấp. Vâng ạ, và một cái nữa em muốn hỏi là như cái công ty như vậy thì như anh đang làm với công ty như vậy thì cái chất lượng làm việc của các bạn sinh viên đã có bằng cấp với các bạn sinh viên chưa có bằng cấp thì nó như thế nào? Mình thấy là một số nhiều các bạn không có bằng cấp nhưng mà vẫn khả năng rất là vượt trội trong một số liên minh. Dạ vâng, thì cái hiện tại công việc mong muốn của em tương lai là em sẽ có một cái công ty riêng rồi để em tuyển những bạn sinh viên mà chưa có bằng cấp, tức là chưa có bằng cấp ở cái mức độ tức là bạn ấy không thích ạ, giống như bản thân em ạ. Thực sự chia sẻ thật sự là em không thích có cái việc có bằng cấp để đi làm. Nên là em sẽ mong muốn mở một doanh nghiệp hoặc một cái công ty mà có thể giúp những các bạn mà việc học cảm thấy quá là thừa thãi hoặc nhàm chán với các bạn đó. Ý là với chứ không phải là việc học nhàm chán. Thì sẽ tuyển dụng với cái hình thức là không cần yêu cầu bằng cấp nhưng yêu cầu với cái kinh nghiệm và cái trách nhiệm làm việc cao. Thế thì mình cũng chúc mừng bạn, tại vì là bây giờ đa phần những ngành của mình là IT. Thì khi làm việc thì mình chỉ cần đến cái thực lực của bạn ấy nào thôi, còn được xét bằng cấp thì bây giờ là cũng khá là mở nhạc. Dạ, thì đấy là trên một ngành IT của mình thôi, chứ còn những ngành khác thì là mình đang. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Có thể là bạn đang đi cùng đúng với thế giới nhưng mà chống lưng lại với 90% Việt Nam. Vâng ạ, thì cái việc mà mình chống lưng hay là mọi người chống lại ai thì không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ sống như thế nào để mình cảm thấy vui vẻ hiện tại và tương lai. Sau khi ra trường thì em có định hướng là kết hợp tiếng Nhật và em sẽ học thêm một tiếng Anh thì có ai có cái ước mơ riêng của mình mà muốn chia sẻ trao đổi đây không ạ? Có ai có ước mơ hay là mục tiêu gì muốn chia sẻ không ạ? Tôi xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người, thì mình thấy bạn gái có tinh thần rất là tốt. Thì để phân tích cho tổng quát hơn thì mình sẽ phân tích theo cái hướng là sau khi ra trường chúng ta, ngoài hướng thì chúng ta có thể làm gì
thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm đấy là học viên. Thì theo bạn, cho mình gặp lại cái bạn lúc đây có mong ước là giáo viên không nhỉ? Theo bạn thì sau khi bạn ra trường bạn muốn làm giáo viên thì bạn cần phải làm gì để làm được điều đó? Tốt nghiệp một cái là bạn xin đi dạy ngay và bắt buộc chúng ta sẽ học với lớp bằng kỹ năng các bạn. Thì đấy là điều kiện rất cần thiết. Thì nếu như bạn có mục tiêu về làm giáo viên thì ý nghĩa là nếu như có thể được thì là song song với lớp học ở trường thì bạn tìm cái lớp liên quan đến sư phạm, hoặc đơn giản hơn là các bạn sẽ phải đi làm giáo sư thử để xem là cái một có một thứ bạn nói rất quan trọng là yêu nghề. Ngành giáo viên là một ngành rất là khắc nghiệt, nếu như các bạn không đủ lòng yêu nghề các bạn sẽ bỏ cuộc. Mình xin lỗi, mình cũng đi làm giảng viên được khoảng 2 năm nhưng mình thấy nghèo quá, mình không được sao mình. Thế chắc là lòng mình quá không yêu mình có lòng mình này. Hy vọng các bạn giữ được lòng mình này của mình. Cảm ơn bạn. Tiếp theo mình muốn gặp một bạn làm phiên dịch. Các bạn có nghe lời phiên dịch không nhỉ? Như bạn Nam đúng không? Chào bạn, lúc nãy Trọng đã chia sẻ với mình là bạn muốn làm phiên dịch. Thì theo bạn, để làm phiên dịch sau khi ra trường thì bạn cần phải làm gì? Sau khi phiên dịch thì muốn được làm phiên dịch thì em nghĩ là sau khi ra trường thì mình phải học cái, cũng như là cái lớp hay khóa kỹ năng dịch thì không? Vì sao phải là sau khi ra trường? Tại vì em nghĩ là ví dụ như ở trường đại học bây giờ đấy thì những cái lớp kỹ năng dịch như kiểu dịch hội nghị này nhỏ thì không có đâu. Mình nghĩ là tất cả những cái lớp đấy là lớp nó chỉ là kỹ năng ngoài mà không bắt buộc được phải có bằng cấp gì cả. Thì là trong quá trình bạn đi học, bạn có mục tiêu như vậy thì bạn nên đi tìm những cái lớp kỹ năng dịch hay là kỹ năng phiên dịch trực tiếp hay là gì đó thì mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Khi mà bạn đến ra trường rồi bắt đầu bạn mới đi tìm một cái khóa học thì bạn mất thêm vài tháng, cái đó kiến thức cũ của bạn nó lại rơi rụng đồ mà bạn học tiếng Nhật đúng không? Vâng. Tiếng Nhật chẳng hạn, nhưng mà bạn đi ra trường bạn chơi được 3 tháng thì nửa số kanji của bạn cũng hết. Thế nên là mình nghĩ là các bạn khi là sinh viên các bạn có rất nhiều thời gian, bạn có thể học được nửa buổi sáng ở trên trường, một ngày có 24 tiếng thì bình thường bạn có thể active được khoảng tầm 16 tiếng, bạn học ở trường có 5 tiếng thôi thì bạn còn học gần 9 tiếng để học những thứ khác. Thế nên là lưu ý là các bạn nên thích thích hơn cho việc học để chuẩn bị cho cái tương lai của mình trong cái này. Hình như là một bạn nữa cần làm cái gì thì mình muốn nghe ý kiến của bạn về cái này. Theo em thì sau khi ra trường thì mình trước tiên là cho mình hỏi chút là bạn muốn làm phiên dịch trong lĩnh vực gì hay là trong ngành gì hay là phiên dịch của chung? Phiên dịch chung ạ. Vậy bạn sẽ cần chuẩn bị gì để bạn có thể hoàn thành được đó? Em nghĩ là phải chuẩn bị thêm những cái kỹ năng về cái ngành mà mình muốn học, muốn dịch ạ. Bạn muốn phiên dịch theo dạng là phiên dịch trực tiếp hay là dịch thuật? Dịch thuật ạ. Dịch thuật vậy là bạn sẽ phải ngồi trên bàn giấy và bạn dịch các tài liệu các bạn đúng không? Thì cũng theo mình hiểu thì là có cái ngành phiên dịch thì bạn làm gì? Cái phiên dịch này thì nó là một cái thứ mà rất là rộng và rất là mông lung. Mình nghĩ đây là một trong những cái khó khăn nhất của các bạn khi bạn chọn đấy là chọn phiên dịch. Tại vì khi bạn chọn phiên dịch bạn sẽ phải đối đầu với cả một cái thứ đấy là
bạn không biết bạn phải dịch cái gì. Ví dụ như là hôm nay bạn đi bạn dịch thì bạn dịch về lĩnh vực về công nghệ thông tin chẳng hạn, ngày mai bạn dịch thì bạn lại dịch về vấn đề là du lịch, ngày kia bạn là cái dịch thì mỗi một cái lần dịch của bạn thì sẽ cái ngôn ngữ nó sẽ khác nhau và cái từ mới riêng được nói đến cái từ mới nó khác nhau hoàn toàn rồi, đúng không? Ví dụ như là hôm nay bạn đến Hồ Gươm, bạn giới thiệu về Hồ Gươm thì có một loạt các từ mới, ngày mai bạn đến Đền Hùng nó một loạt các từ mới khác nhau. Vậy là nếu như các bạn chọn cái vấn đề là phiên dịch thì mình nghĩ đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nếu như các bạn không chọn được cái thị trường ngách cho mình, ví dụ bạn sẽ chọn phiên dịch cho ngành IT hoặc phiên dịch cho ngành sản xuất hay là phiên dịch cho một cái ngành cụ thể nào đó mà nó sẽ có giới hạn về cái số lượng từ vựng của mình. Tại vì ngay lập tức khi các bạn ra trường, các bạn chưa kinh nghiệm thì cái số lượng từ vựng của các bạn cần thiết có đã có là không nhiều, đúng không? Mà các bạn đã chọn một cái thị trường quá lớn thì mình nghĩ đấy sẽ là khó khăn. Nhất là về tiếng Nhật và tiếng Trung thì cái số lượng kanji nó rất là lớn và nhiều, và khi mình ghép các từ kanji với nhau thì ý nghĩa nó khác nhau, dẫn đến là cái việc học từ mới cực kỳ phức tạp. Thế nên là nếu các bạn mà chọn một cái gọi là phiên dịch nói chung để các bạn theo đuổi thì mình nghĩ là các bạn nên chia nhỏ mục tiêu và quyết tiếp một mục tiêu sâu hơn nữa. Nếu như các bạn không có quyết được mục tiêu sâu như thế thì chắc chắn các bạn sẽ không thể vượt qua được ngưỡng cửa ban đầu cho bạn mới ra trường và cái đó. Thì ví dụ như là các bạn phiên dịch thì mình nghĩ là bây giờ là có một số ngành, đấy là ngành như IT là đơn giản dễ này, sau đó là các bạn ngành về sản xuất hay là ngành về thương mại thì bắt đầu là khó rồi. Tiếp theo thì mình muốn hỏi bạn mà muốn khởi nghiệp với toàn bộ các bạn không cần bằng cấp, cho mình hỏi bạn một chút. Bạn muốn mở công ty về lĩnh vực gì? Với em thì đương nhiên là em sẽ đặt cái việc giáo dục lên hàng đầu, nên là em sẽ mở công ty liên quan đến vấn đề giáo dục. Vậy thì mình có hỏi có một vấn đề là nếu như mà bạn mở về ngành giáo dục, bạn lại tuyển những bạn mà không có bằng cấp, vậy thì bạn có thể đi thuyết phục những học viên của mình học một cách nào? Trong khi đó nếu như mà bạn đã làm giáo dục thì bạn sẽ phải cấp bằng và chứng chỉ cho cái người mà đi học. Vâng ạ, em xin trả lời câu hỏi của anh ạ. Thứ nhất là việc thuyết phục người học thì người học đây có hai đối tượng. Thứ nhất là phụ huynh đưa trẻ em đi học, thứ hai là người đã đi làm để đi học. Với cái nhiệm vụ thứ nhất thì như em đã nói và như anh đã vừa xác nhận là cái việc làm của em thì sẽ quay lưng lại với gần 90% người Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện tại người Việt Nam đang giáo dục theo hướng nguồn nước ngoài, nên là đương nhiên cái việc mà thuyết phục với phụ huynh và đưa con em đi học với cái mức độ là giáo viên không có bằng cấp, vì em tuyển giáo viên không có bằng cấp nhưng không phải là không có đạo đức và không có tay nghề. Như em đã nói là em không yêu cầu bằng cấp nhưng em yêu cầu có kinh nghiệm và có tất cả những cái ý thức và có năng lực để có thể trở thành một người giáo viên tốt. Đó là cách để em thuyết phục với phụ huynh. Tiếp theo với những người đi làm thì đương nhiên với những người đi làm lại càng dễ thuyết phục hơn, vì người ta đã từng đây đi làm, ít nhất là người ta đã từng giao tiếp và đã có những cái kiến thức với cái việc học ở nước ngoài cũng như là cách nền giáo dục của nước ngoài. Vì vậy nên mà khi trong trường hợp người ta có thể nghe ngay từ buổi đầu tiên và có thể đồng ý về khóa học thì cái đó là một cái là việc rất là tốt. Với những người mà chưa đồng ý về khóa học thì đương nhiên với những người như thế thì sẽ có những cách khác nhau, như là xác định cho thử hoặc là mình sẽ mời người ta đến những cái hội thảo hoặc là những cái buổi học trước đó của mình có rồi để có thể hoàn thành được cái tâm nguyện người ta là có tin tưởng vào công ty hay không. Và cái việc mà em thành lập một doanh nghiệp thì em trước tiên thì em sẽ không đề cập đến vấn đề vốn lời và lãi, mà em mong muốn là sẽ được tạo được uy tín trên thị trường, sau đó thì mới tính đến những cái bước tiếp theo. Cảm ơn bạn. Là năng lượng của bạn rất tốt thì mình sẽ phân tích một chút là đây là cái bạn đang muốn theo đuổi, thì đấy là một phần của thương mại, đúng không? Thì mình có thể là xác nhận thêm cho bạn một chút, đấy là tất cả những cái gì bây giờ mà nếu như chúng ta không cần bằng cấp nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có đạt được cái mục tiêu cuối cùng, đấy là chất lượng. Bạn học khoa gì nhỉ? Em học khoa ngôn ngữ Nhật. Thì trong Nhật thì cái yêu cầu tiên quyết của nó là chất lượng. Thì để chứng minh được cái chất lượng của mình thì người Việt hay dùng các quy trình và các cái quy chuẩn. Thì nếu như mà bạn vẫn đang kiên quyết theo ước mơ của mình thì đầu tiên các bạn nên là quy chuẩn những cái công việc của mình và chứng minh cho khách hàng, đấy là với cái quy chuẩn như vậy chúng tôi có thể đáp ứng được chất lượng của khách hàng.
thì mình nghĩ là đấy là cái hướng đi bắt buộc bạn sẽ phải lựa chọn, đấy là chất lượng và quy trình thì bạn mới có thể làm được việc đó. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn mình góp ý của anh. Thì cái vấn đề thương mại thì ở đây mình sẽ nói rộng ra một chút. Cái thương mại này thì sẽ có thương mại quốc tế và thương mại nội địa, thì đa phần ngành ngoại ngữ của mình sẽ là thương mại quốc tế rồi. Thì để được học được cái thương mại này thì mình vẫn bắt buộc sẽ phải học rất nhiều các kiến thức về kinh tế, về kinh doanh, về vận chuyển logistics hay gì đó. Tại vì là còn hoàn toàn phần thương mại này sẽ liên quan đến phần làm việc nước ngoài, thì cái phần giao vận hay là gì đó. Thì đấy là cái thứ mà các bạn sẽ phải học khi mà bạn chọn ngành thương mại. Tiếp theo đấy là ngành sản xuất. Mình phân tích một con số hơi buồn, nhưng mà gần như là 99% hiện tại là cái phần doanh thu của chúng ta đến từ sản xuất, nhưng không phải tự sản xuất mà là đi làm thuê để sản xuất. Có nghĩa là hiện tại là mình là một cái công xưởng để outsource cho nước ngoài tất cả những cái phần gọi là hoạt động về chân tay nhiều nhất. Đấy là cái vấn đề các bạn nên nhìn nhận. Thì hiện tại là sau khi ra trường, các bạn muốn làm về ngành sản xuất thì đấy là một thị trường rất là rộng. Thì hiện tại trong các bạn có ai muốn làm sản xuất không? Các bạn làm sản xuất trong mình một bạn nam đây, các bạn này. Xin chào anh. Anh muốn quay lại câu hỏi sau khi trường em muốn làm gì, em có muốn làm việc trong ngành sản xuất không? Em thực sự thì đến bây giờ em không biết là em muốn làm ngành gì luôn. Em chỉ bắt đầu muốn hoàn toàn, nghĩa là em chỉ có học sau đấy tốt nghiệp xong ra ngoài cứ va chạm làm từng ngày một xong đầu mình lúc ấy mình mới cảm nhận là à mình thích ngành này, mình có năng lực của ngành này, mình làm tốt ngày này thì lúc đấy mình mới định hướng là mình sẽ làm ngày đấy, cho đến khi mà mình cảm thấy chán thì hoặc là cho là mình gắn bó được suốt cuộc đời thì lúc đấy mình sẽ làm. Nếu mà chán rồi thì có thể thử một ngành khác, là dù mỗi một năm thì nó thay đổi ngày này đang hot xong đầu với sau dần dần ngày này nó xuống có ngày khác hot hơn thì mình có thể lúc đấy mình sẽ thay đổi theo thị trường. Cho mình hỏi chắc tôi hỏi một câu, nhưng bây giờ bạn muốn đi lên Hồ Tây, bạn không có bản đồ thì bạn đi như nào? Cái đấy thì em sẽ hỏi được, có nghĩa là ra như kiểu em sẽ hỏi những người xung quanh là anh cảm thấy cái ngành này như thế nào, có những bất lợi gì, có những ưu điểm gì. Lúc đấy em cảm thấy nếu mà cảm thấy kiểu phù hợp với bản thân thì em cũng nghe thử và làm thử xem nó thế nào. Anh chỉ đang hỏi là cách thức em đi từ đây đến Hồ Tây em không có bản đồ không? Thì em bảo là em sẽ hỏi mọi người xung quanh đúng không? Vâng. Nhưng mà cái cuộc đời của em, lúc đấy em bảo là em cứ học, sau đó em cứ làm, xong rồi em tìm đường ấy. Thì anh nghĩ là nó không giống với cách em đi lên Hồ Tây lắm. Cái cách mà em đang định nghĩa cuộc đời của em đi là em nhắm mắt vào và em đi lên Hồ Tây. Điều đấy thì anh nghĩ là lớn nhất và đơn giản nhất là khi chúng ta không có bản đồ, chúng ta lên khoảng đường hắn đi, thì cái cách thức mà em đi lên Hồ Tây đúng hơn là cách em vận hành đời của em. Anh nghĩ thế là cá nhân anh nghĩ là anh thấy là sau khi em bảo là em cũng ra trường chưa biết làm gì thì gần hết môi trường vỗ tay, thì anh nghĩ thế là tình trạng chung là mọi người đã học xong rồi chưa biết làm gì, đúng không nhỉ? Cho anh gặp bạn áo màu hồng hồng ấy. Bạn ấy là người vô tay rất là hưởng ứng, rất là nhiệt liệt khi mà em bảo là chưa làm gì. Xin chào em. Cho anh hỏi, sau khi ra trường em muốn làm gì? Em bảo chắc là các bạn phải vô tay các bạn một lần để bạn có thể tự tin. Thứ nhất thì đầu tiên là trước khi ra trường thì em sẽ đi làm rất nhiều công việc khác nhau để cọ sát, và sau khi có thể em có làm một hoặc hai năm gì đấy thì em mới rút ra kết luận là bản thân mình thực sự là phù hợp với cái ngành nhà, và có thể là bản thân em là em học tiếng Nhật nhưng có thể chưa chắc sau này ra trường thì em sẽ đi làm trong ngành Nhật, bởi vì mình phải có thời gian cọ sát nữa thì mình mới xác định được là
bản thân mình 10 năm hay là 20 năm về sau thì mình sẽ gắn kết đến làm. Vì có thể là hiện tại thì ngành tiếng Nhật còn là kết hợp với IT rất là đang hot, đang rất là hot đúng không? Nhưng mà có thể là sau khi bọn em ra trường thì đúng tiến độ là năm 2020 rồi. Đến năm 2020 thì cách mạng 4.0 bắt đầu mà bùng nổ rồi. Thì lúc đấy khả năng có công việc của bọn em rất là cao, nhưng chưa chắc tất cả những bạn trong này có thể theo được cái mặt của cái mặt công nghiệp đấy. Có những bạn sẽ có rất nhiều những cái khả năng riêng, và em nghĩ là 1-2 năm để cọ sát khi mà mới ra trường thì sẽ rất là quan trọng với các bạn. Và anh hỏi em, các bạn em thì đương nhiên là em sẽ là cố gắng đi làm trong 1-2 năm đầu là kiếm kinh nghiệm và tự cho mình một cái chương trình sống riêng. Và nếu mà khi em kiếm được một công việc yêu thích rồi thì em sẽ cố gắng gắn kết với nó trong 5-6 năm gì đấy để có một chút vốn và thành lập một doanh nghiệp riêng cho mình. Việc đầu tiên em muốn quan sát là gì? Dạ. Em bảo là không có chuyện em muốn quan sát thì em muốn là việc đầu tiên em muốn quan sát là gì? Vâng. Em học tiếng Nhật chuyên ngành doanh nghiệp thì cái đầu tiên em muốn quan sát đó là đi vào làm những công ty liên kết với nhau thì có thể là nhân viên pha trà các kiểu. Bạn có thể cụ thể trong những vấn đề không? Tại vì mình thấy là tất cả các bạn đều mong luôn một điều là các bạn không định nghĩa chính xác công việc của mình theo lĩnh vực gì. Nếu như bạn không định nghĩa được lĩnh vực mà bạn muốn đi theo thì dẫn đến là các bạn sẽ đi rất là mông lung và đi sai hướng. Gần như bạn kia đi lên Hồ Tây và bạn nhắm mắt và bạn đi luôn mà không cần biết là đúng hay sai. Vâng, thì ở trong chuyên ngành doanh nghiệp ở trường đại học Thăng Long ở khoa tiếng Nhật thì có ba ngành, đó là có ba ngành nhỏ, đó là kinh tế và marketing và thêm một cái môn tự chọn nhỏ nữa là kế toán. Thì em nghĩ là ba cái lĩnh vực đấy thì nó sẽ là ba cái hướng mà các bạn sinh viên ở trong khoa tiếng Nhật chuyên ngành doanh nghiệp có thể hướng đến. Thì có thể bạn nào mạnh về marketing thì có thể đi theo nó, và có những bạn mà lại thích sử dụng hết nguồn lực của mình để làm những việc khác thì bạn có thể theo kinh tế không? Hoặc là bạn đã yêu thích con số rồi bạn thì bạn cảm giác ngôn ngữ nó hơi đau đầu, hay là bạn theo kế toán thì vừa học tiếng Nhật mà vừa sống với những con số rồi. Mình cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công, nhưng mà mình nghĩ là bạn nên chọn một con đường nó rõ ràng hơn. Dạ vâng. Sẽ dễ thành công hơn. Dạ vâng. Thì ngành tiếp theo mình muốn nói đến đấy là ngành IT và ngành dịch vụ. Thì ngành IT bây giờ cũng là một trong những mũi nhọn của đất nước chúng ta, thì mình muốn gặp lại bạn lúc nãy muốn làm trong ngành IT nhỉ? Dự định của em sau khi ra trường để có thể tham gia ngành IT là từ bây giờ em sẽ bắt đầu tìm hiểu và học thêm ngành IT ạ. Sẽ dành thời gian để học IT. Cảm ơn. Thế là hiện tại có một cái phần mà bạn đang chưa rõ ràng, đấy là bạn học IT để bạn làm IT hay là bạn sử dụng tiếng Nhật trong ngành IT? Em học IT để làm IT. Nếu thế thì sao bạn không làm cái công việc bây giờ mà tất cả những sinh viên tiếng Nhật mà thích IT đều mong muốn, đấy là có một câu hỏi là kỹ sư cầu nối đúng không? Thì kỹ sư cầu nối đấy thì bạn sẽ phải có một kiến thức nhất định về tiếng Nhật và số lượng ngôn ngữ tiếng Nhật của IT. Đấy là cái đầu tiên bạn phải học, còn cái IT nó sẽ là cái sau. Thì nếu như bạn không có ngôn ngữ tiếng Nhật được bằng IT thì như là bạn đã lãng phí đi một cái, đấy là cái ngôn ngữ tiếng Nhật bạn đã học. Thì nếu như bạn không theo cái ngành IT thì bạn có thể là học thêm ngôn ngữ từ ngành IT. Như trước kia mình cũng vậy, mình học IT sau đó mình học tiếng Nhật, nhưng mình vẫn phải học từ đấy là ngôn ngữ tiếng Nhật trong ngành IT. Ví dụ như là máy tính hôm nay mình là gì, cái ra cái chip cho nó gọi cái gì, hay là tất cả từ một kỹ thuật liên quan đến IT. Thì mình nghĩ là bạn nên xem được đó. Chứ bạn nếu mà bạn bỏ hoàn toàn tiếng Nhật và theo lộ trình thì mình tin là bạn sẽ mất khoảng 5 năm nữa. Thì ngành IT là một ngành đúng là rất hot, đa phần các bạn trai chắc là sau khi ra trường thì theo muốn ngành IT.
nhưng mà thực sự nó sẽ là một rào cản rất lớn về cái khả năng. Tại vì là học IT, cái người mà học IT với cả cái người mà học ngôn ngữ ấy, là về bản thân tư duy nó khác nhau, rất là khó để có thể dung hòa. Vì thời gian không còn nhiều nên là bây giờ chắc là mình sẽ đi qua những cái phần cuối cùng của chương trình. Thì mặc dù là bây giờ các bạn có thể học bài lúc xong thì tất cả những cái mà cuối cùng các bạn cần làm đấy là mình nghĩ là phải nỗ lực. Thì mình đánh các bạn bây giờ đã có rất nhiều sự cạnh tranh từ các công nghệ nên là bắt buộc các bạn sẽ phải nỗ lực và chăm chỉ học thôi, không có phương án nào khác. Và bắt buộc có thêm một cái nữa là các bạn sẽ phải học thêm một nghiệp vụ của một ngành nào đó. Ví dụ như trong kia là có giáo viên thì bạn học thêm về ngành sư phạm, phiên dịch thì bạn sẽ phải chọn cái nhánh nhỏ là gì, và thương mại thì bạn sẽ phải làm theo là như là ngân hàng hay là tài chính hay là kế toán. Còn sản xuất thì các bạn sẽ đi theo cái chuyên ngành của sản xuất thì chẳng hạn. Còn IT thì các bạn sẽ phải tổng hợp cho ngôn ngữ IT và dịch vụ tương tự như vậy. Thế nên là khi các bạn học ngoại ngữ thì các bạn hiểu ngoại ngữ hay ngôn ngữ nó chỉ là một công cụ để chúng ta trao đổi với nhau. Mình ví dụ như là nó như là một con cầu ấy. Nên là khi bạn giao tiếp được với người nước ngoài thì bạn vươn chung bạn dựng lên một cái cầu đúng không? Nhưng mà dựng cầu lên làm gì? Dựng cầu lên là các bạn bắt buộc phải để cái hàng hóa nó liên thông trên cái cầu đó. Thì cái hàng hóa trên cái cầu đó chính là một cái nghiệp vụ của một cái ngành cụ thể nào đó. Nếu như mà các bạn không có một nghiệp vụ của một ngành cụ thể nào đó thì toàn bộ các bạn xây được cái cầu nhưng hàng hóa không đi qua được thì dẫn đến cái cầu đấy cũng không có ý nghĩa đúng không? Thế nên là bắt buộc các bạn sẽ phải là học thêm một cái gì đó ngoài ngôn ngữ. Nếu như khoảng tầm 20 năm trước chẳng hạn, các bạn có thể chỉ học ngôn ngữ không mà không cần chi tiết đi sâu được các ngành đấy lắm. Nhưng bây giờ thì khác, toàn bộ tất cả những việc đơn giản khác là máy móc hành tầm nó đã xử lý hết rồi. Nên là mình sẽ phải lương level của mình lên một phần nữa. Thì đấy là chính là khó khăn và thách thức của các bạn sẽ phải thực hiện trong thời gian tới.